Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Ngay sau đây sẽ là bản tin COVID được phát sóng 20 giờ hàng ngày. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 22 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Chuyển sang thông tin khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 17/2021 quy định về giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước. Việc giám sát này được thực hiện bằng các hình thức sau đây. Thứ nhất, giám sát tự động, trực tuyến. Theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước. Thứ hai, giám sát định kỳ. Theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc được cập nhật định kỳ vào hệ thống giám sát. Thứ ba, giám sát bằng camera. Theo dõi hình ảnh bằng camera được kết nối và truyền trực tiếp liên tục vào hệ thống giám sát. Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước. Thưa quý vị, một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ mất lái tông vào cổng nhà dân bên đường, khiến cả tài xế và phụ xe tử vong. Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 14, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tài xế Võ Minh Toàn, 35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, là người điều khiển xe tải trên lưu thông quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến km 922-900 quốc lộ 14, do điều khiển xe không làm chủ tốc độ đã tông vào cổng nhà ông Lê Quang Bình phía bên phải đường. Cú tông mạnh khiến cổng nhà và hàng rào nhà ông Bình bị đổ sập. Chiếc xe tải bị lật ngửa, biến dạng, tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ. Sáng nay, học sinh lớp 9 của 17 huyện thị xã của Hà Nội đã chính thức được đi học trở lại. Theo đó, các xã phường thị trấn của các huyện thị xã có mức độ dịch cấp độ 1-2 trong 14 ngày qua không có ca F0 trong cộng đồng tính từ ngày 16 tháng 11. Mỗi nơi chọn một trường trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp. Các khối lớp khác của bậc tiểu học, trung học cơ sở vẫn học trực tuyến, khối mầm non vẫn nghỉ. Riêng học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, do đặc điểm học sinh cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau, nên Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất học sinh lớp 10, 11, 12 sẽ trở lại trường sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nguyên tắc là tiêm xong khối nào thì cho khối đó trở lại trường học trực tiếp. Trong quá trình học sinh trở lại trường, nếu có trường hợp liên quan tới vấn đề dịch tễ không đảm bảo an toàn phòng dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Thưa quý vị, chặng đường gieo con chữ ở vùng cao gặp nhiều khó khăn vất vả, gian nan. Nhưng với tình yêu nghề và mong muốn một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ vùng cao, đã thôi thúc cô Vũ Thị Ý, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vượt lên trên tất cả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Hình ảnh cô Vũ Thị Ý đến với những bản nghèo, vận động học sinh đến trường, thăm hỏi và động viên các em học sinh của mình những khi ốm đau đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Xín Cái. Khi mới vào giảng dạy ở xã biên giới này, cứ sáng sáng cô Ý thường lên lớp rất sớm. Do các em tuổi còn nhỏ không thích đi học nên nhiều hôm cô phải gọi các em đến trường. Gọi được em này thì em kia bỏ về, nhiều lúc bất lực và rất tủi thân. Công tác vận động học sinh thì đúng là vùng cao thì học sinh hầu như là các em không muốn đi học, mà bố mẹ thì lại không quan tâm đến cái việc học hành của các em. Bố mẹ hầu như ở trên này là chỉ muốn cho con là ở nhà để giúp bố mẹ bế em này, rồi lấy rau lợn, chăn bò các thứ. Thế thì các em không đến trường không đầy đủ đâu. Hơn 30 năm công tác tại huyện vùng cao Mèo Vạc, hơn 11 năm cô giáo Ý gắn bó với xã biên giới Xín Cái. Việc dạy học ở ngôi trường khu vực biên giới có muôn vàn khó khăn. Lực học của các em học sinh không đồng đều. Thế nhưng cô Ý vẫn luôn kiên trì tìm tòi phương pháp phù hợp, hiệu quả
sau đó chia sẻ cho đồng nghiệp vận dụng để học sinh tiếp thu bài nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đối với cô Ý này, luôn luôn là gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là về công tác chuyên môn. Đồng chí có những sáng tạo trong cái phương pháp dạy học và đồng chí cũng là một tổ trưởng chuyên môn của nhà trường nữa. Đồng chí thường xuyên quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp trong các hoạt động, cái phương pháp lên lớp, các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Đồng chí cũng có nhiều cái hướng tích cực để cho học sinh phát triển về năng lực, phẩm chất của các em. Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp giảng dạy được áp dụng vào thực tiễn. Với những công hiến thầm lặng vì sự nghiệp chồng người của mình, năm 2021, cô Vũ Thị Ý đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo ưu tú. Những công hiến của cô không những được Đảng, Nhà nước ghi nhận, mà đó chính là sự thành đạt của lớp lớp các em học sinh đã được cô đào tạo, nay trở thành những công dân tốt, một số đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan, ban ngành của địa phương. Phần thưởng cao quý này như một món quà lớn dành tặng vì những đóng góp của cô cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khai mạc trưng bày Gốm Việt Nam, một truyền thống riêng biệt, nhìn từ sưu tập An Biên. Trưng bày giới thiệu gần 70 hiện vật gốm men đặc sắc được tuyển chọn từ bộ sưu tập cổ vật An Biên tư nhân và một số hiện vật gốm tiêu biểu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trưng bày gồm 4 chủ đề: Gốm Việt Nam 10 thế kỷ đầu công nguyên, Gốm Việt Nam thế kỷ 11 đến thế kỷ 14, Gốm Việt Nam thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, Gốm Bát Tràng thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, phác họa dòng chảy lịch sử nghề gốm truyền thống Việt Nam với các đại diện làm nên tinh hoa sắc thái riêng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có nghề sản xuất đồ gốm men ra đời sớm và phát triển liên tục. Trưng bày diễn ra đến hết tháng 12.